Mọi người đoán thử xem, nhà sản xuất chip điện thoại số 1 là ai, còn nhà sản xuất chip TV số 1 thì sao? Đúng rồi, đều là phát ca cả. Ngày nay, phát ca đã không còn là mì đét của ngày xưa nữa. Đây là ông lớn trong ngành bán dẫn, với sản lượng xuất xưởng đứng đầu suốt 3 năm liên tiếp, doanh thu vượt ngưỡng hàng trăm tỷ và là một tập đoàn công nghệ xứng đáng được nhìn nhận lại. Tên gọi MediaTek lần đầu xuất hiện vào năm 1997, khi đó, đối thủ lớn nhất của tập đoàn điện từ Đài Loan là ZUMC. Để tập trung hơn vào lĩnh vực sản xuất chip, jMC đã tách bộ phận đa phương tiện của mình ra và thành lập công ty độc lập mang tên MediaTek. Vào thời điểm đó, máy tính cá nhân đang bước vào thời kỳ hoàng kim, nhưng MediaTek lại không nhảy vào miếng bánh này. Thay vào đó, họ lựa chọn thị trường chip cho đầu đĩa quang, cụ thể là DVD, vì lĩnh vực này có rào cản gia nhập thấp hơn. Thời bấy giờ, các đầu đĩa DVD trên thị trường thường phải sử dụng hai con chip giải mã riêng biệt, một cho tín hiệu số và một cho hình ảnh. MediaTek đã nghĩ ra một giải pháp mang tính đột phá, tích hợp cả hai loại chip này vào một con chip duy nhất, đồng thời cung cấp thêm các giải pháp phần mềm. Cách làm này không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, mà còn giảm bớt giao cản trong việc phát triển các sản phẩm DVD. Nhờ vậy, chỉ trong vòng 4 năm ngắn ngủi, MediaTek đã chiếm hơn 60% thị phần chip DVD, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phổ biến nhanh chóng của đầu đĩa DVD trên toàn cầu. Không biết bây giờ còn bao nhiêu người vẫn nhớ đến DVD, có lẽ nó cũng đã trở thành một giọt nước mắt của thời đại rồi nhỉ. Khi thị trường chip DVD dần bão hòa, MediaTek lại nhắm đến một miếng bánh mới, chip điện thoại di động. Lúc bấy giờ, khát khao lớn nhất của MediaTek chính là trở thành nhà cung cấp chip cho Nokia, ông vua của ngành điện thoại di động thời điểm đó. Để giành được sự công nhận của Nokia, các kỹ sư của Mediatek đã cầm trên tay một chiếc điện thoại Nokia và một chiếc điện thoại sử dụng chip của Mediatek, rồi ngồi thử nghiệm trên tàu cao tốc chạy bằng từ trường, tất cả chỉ để chứng minh rằng tín hiệu của Mediatek tốt hơn của Nokia. Tuy nhiên, Nokia hoàn toàn không thèm để mắt tới MediaTek, họ chỉ muốn hợp tác với các ông lớn quốc tế như texas in chẳng buồn liếc nhìn MediaTek dù chỉ một lần. Bị Nokia từ chối, MediaTek đành phải tìm kiếm các khách hàng khác, nhưng kết quả vẫn chẳng khả quan hơn là bao. Do không thể bán được chip điện thoại, bên lợi nhuận gộp của MediaTek thậm chí còn tụt xuống dưới 40%, khiến công ty như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng đến mức cuống cùng tìm cách thoát khỏi tình cảnh này. Trong lúc bế tắc, MediaTek đã nhớ lại thành công của mình với chip DVD ngày xưa và thế là giải pháp nổi tiếng one mobile solution, giải pháp chọn gói cho điện thoại di động đã ra đời. Trên thị trường điện thoại, MediaTek là công ty tiên phong trong việc tích hợp nhiều loại chip xử lý tín hiệu âm thanh và video vào cùng một con chip, sau đó bán kèm với phần mềm cho các nhà sản xuất điện thoại. Đối với các nhà sản xuất điện thoại, giải pháp này thật sự quá tuyệt vời. Họ chỉ cần lắp chip vào, thêm vỏ ngoài, màn hình pin vào bộ sạc là đã có thể tung sản phẩm ra thị trường, điều này trực tiếp kéo giảm rào cản sản xuất điện thoại, khiến việc chế tạo điện thoại trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Vậy sau khi MediaTek đã lo phần công nghệ, ai sẽ đảm nhận việc sản xuất? Đó chính là lúc Hoa Cường Bắc xuất hiện. Vào thời điểm đó, Trung Quốc dần nới lỏng các quy định cấp phép sản xuất điện thoại, cho phép cả những xưởng nhỏ tại Hoa Cường Bắc công khai sản xuất điện thoại một cách hợp pháp trong bối cảnh thay đổi cả về chính sách lẫn công nghệ này, hàng loạt điện thoại với tính năng độc đáo như hai sim hai sóng, ba sim ba sóng, pin siêu trâu, lao ngoài siêu to liên tục ra đời. những chiếc điện thoại này đều có chung một cái tên điện thoại nhái. Không còn nghi ngờ gì nữa, MediaTek chính là người đứng sau làn sóng điện thoại nhái này và thậm chí trở thành cái tên đồng nghĩa với chúng mặc dù danh tiếng không mấy tốt đẹp nhưng điều đó không hề ngăn cản MediaTek kiếm bộn tiền. Năm 2006, doanh số bán chip điện thoại của MediaTek đã vượt mốc 100 triệu đơn vị đến năm 2007 trong số 10 thương hiệu điện thoại hàng đầu tại Trung Quốc. Có tới 9 hãng sử dụng chip của MediaTek đến năm 2009, công ty chiếm đến 80% thị phần chip điện thoại tại Trung Quốc và trên thị trường toàn cầu, MediaTek chỉ đứng sau quan căm, thậm chí Nokia À, hãng từng coi thường từ MediaTek, giờ đây cũng phải bất lực trước sự trỗi dậy của đối thủ này. Tuy nhiên, dù đang trên đỉnh cao, vẫn có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng MediaTek. Với sự ra mắt của thế hệ iPhone đầu tiên vào năm 2007, điện thoại thông minh đã bắt đầu trở thành xu hướng chủ đạo. Thị trường lúc này cần nhiều chip điện thoại hỗ trợ 3G chứ không còn mặn mà với các chip 2G của MediaTek nữa mối nguy hiểm ngày càng cận kề. Của nhiên, đến năm 2011, lợi nhuận của Midetech rơi xuống mức thấp kỷ lục trong lịch sử, ánh hào quang năm nào bỗng chốc tan biến, việc cải tổ đã trở thành nhiệm vụ cấp bách mà Midetech không thể trì hoãn thêm. Và đúng lúc này, bước ngoặt đã xuất hiện, giống như đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh vậy. Lần trước cứu Midetech là Hoa Cường Bắc, còn lần này chính là Google. Khi đó, Google đang tìm đối tác, để phổ biến hệ điều hành Android của mình, tất nhiên, MediaTek nhanh chóng trở thành mục tiêu mà Google muốn lôi kéo. Nhìn sang Nokia, họ vẫn đang lai hơi với hệ điều hành sinh viên. MediaTek lập tức quay lưng mà chọn Android, bỏ lại Nokia tiếp tục đơn độc với sinh viên của mình. Không lâu sau khi hợp tác với Google, MediaTek đã ra mắt con chip MT6573 dành cho hệ điều hành Android, đánh dấu bước tiền chính thức vào thị trường chip cho điện thoại thông minh. Không ngờ rằng, con chip này lại nhận được phản hồi cực kỳ tích cực từ thị trường, với doanh số đạt tới 10 triệu đơn vị ngay trong năm đầu tiên. Đến năm 2012, MediaTek tiếp tục tăng tốc khi giá mắt ba con chip mới chỉ trong một năm, doanh số chip điện thoại tăng vọt gấp một lần, đạt 110 triệu đơn vị, gần như thống trị toàn bộ phân khúc tầm trung và giá rẻ vào thời điểm đó. Nhờ thành công liên tiếp trong phân khúc tầm trung, MediaTek ngày càng thuận tay hơn. Đến năm 2014, công ty đạt mức doanh thu kỷ lục 6,7 tỷ đô la Mỹ. Cũng trong năm này, Nokia hãng từng xem thường MediaTek lại phải bán mảng điện thoại của mình cho Microsoft. sốt. Có lẽ vì ở phân khúc trung cấp quá lâu, nên MediaTek cũng muốn thử sức ở phân khúc cao cấp thế là họ tung ra dòng chip Helio với tham vọng đối đầu trực tiếp với quân Về phía đối thủ, quân cũng rất nể mặt Mediatek khi tung ra con chip Snapdragon 810, một con chip hiệu năng cao nhưng lại khiến hàng loạt nhà sản xuất Android gặp sự cố. Vì vấn đề quá nhiệt, chính Snapdragon 810 còn được xem là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến sự suy thoái của các hãng điện thoại như Sony và LG. Nhìn thấy đối thủ ngã ngựa, Mediatek những tưởng đây là cơ hội vàng để chiếm lĩnh thị trường cao cấp, nhưng rồi hãng lại bị Xiaomi chơi khăm khi đưa con chip Helio S10 vào mẫu điện thoại giá rẻ Redmi Note 3 với mức giá chỉ 110 đô la Mỹ. MediaTek tức đến mức muốn cầm dao xử Xiaomi vì sản phẩm này đã khiến chip cao cấp của họ không còn được coi là cao cấp nữa. Cuối cùng, cả dòng Helio chỉ có Meizu là đối tác duy nhất sử dụng cho các mẫu flagship của mình, nhưng đáng tiếc, Meizu sau đó cũng dần tụt dốc trên thị trường smartphone, kết quả là tham vọng tiến vào phân khúc cao cấp của MediaTek coi như thất bại hoàn toàn. Nhưng liệu thất bại này có thể hoàn toàn đổ lỗi cho Xiaomi không? Tất nhiên là không, nguyên nhân gốc rễ là thị trường chip cao cấp, không chỉ đòi hỏi năng lực công nghệ mà còn cần có sức ảnh hưởng thương hiệu. MediaTek phát triển quá nhanh, đến mức nhãn mắc chip cho điện thoại nhái vẫn chưa kịp xóa bỏ thì họ đã vội nhảy vào phân khúc cao cấp. Vấn đề không phải là các nhà sản xuất điện thoại không chấp nhận chip của MediaTek, mà là người tiêu dùng không chịu mua các sản phẩm sử dụng chip đó. Trong thời gian MediaTek cố gắng leo lên phân khúc cao cấp, họ lại bị mắc kẹt giữa hai thế lực lớn, một bên là quan tâm, ta lấy lại phong độ và tấn công mạnh mẽ vào phân khúc tầm trung, bên kia là Huawei, với các dòng smartphone tầm trung và cao cấp, sử dụng chip Kirin tự phát triển. Kết quả là, MediaTek không chỉ thất bại ở phân khúc cao cấp, mà ngay cả phân khúc tầm trung và giá rẻ cũng bị chèn ép, khiến tình hình kinh doanh ngày càng khó khăn. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, MediaTek đúng là vừa có thực lực, vừa có số đỏ, mỗi khi họ sắp rơi xuống vực thẳm thì luôn có một cứu tinh xuất hiện đúng lúc, và lần này, vận may lại một lần nữa gõ cửa MediaTek, cuối cùng, MediaTek cũng vượt qua được những năm tháng khó khăn và chờ đến năm 2020, thời điểm bùng nổ của làn sóng điện thoại 5G. Các thương hiệu Trung Quốc đồng loạt tấn công vào phân khúc cao cấp và MediaTek tiếp tục ra mắt dòng chip Dimensity. Mặc dù các chip thuộc CG Dimensity 1000 không gây được tiếng vang lớn, nhưng các dòng Dimensity 810 và Dimensity 9000 sau đó lại thành công trong việc giữ vững thị phần cho hãng. Điều quan trọng hơn là quân cắm lại một lần nữa góp công cho MediaTek khi ra mắt con chip Snapdragon 888, con rồng lừa nổi tiếng với tình trạng quá nhiệt, khiến các hãng điện thoại Android khốn đốn. Sự cố này khiến MediaTek không khỏi cười thầm trong bụng. Bên cạnh đó, sự thu hẹp chiến lược của Huawei Kijin do các lệnh cấm vận cũng mở ra cơ hội lớn cho MediaTek, thành công của một doanh nghiệp không chỉ nhờ vào nỗ lực của chính mình mà đôi khi còn nhờ vào việc đối thủ tự tặng của đúng lúc và lần này, MediaTek đã nắm bắt cơ hội một cách hoàn hảo. Các thương hiệu lớn như Vivo X80, Oppo Find X5 Pro và Honor 70 CG đều sử dụng chip Dimensity 9000. Lần này, ngay cả Xiaomi, hãng từng khiến MediaTek tức điên trước đó, cũng đã sử dụng Dimensity 9000 Plus cho mẫu Xiaomi 12 Pro. Dù dòng Dimensity vẫn chưa đạt đến đẳng cấp cao nhất để cạnh tranh trực tiếp với các chip flagship hàng đầu, nhưng trên thực tế, các chip flagship cao cấp nhất lại rất khó bán với số lượng lớn. Ngược lại, các chip cận flagship và tầm trung mới là yếu tố then chốt, giúp các hãng điện thoại đạt doanh số lớn. MediaTek đã nắm chắc cả hai phân khúc này và cuối cùng, vào năm 2020, họ đã có khoảnh khắc rét của riêng mình khi vượt qua quân căm để trở thành nhà sản xuất chip điện thoại lớn nhất thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, thị phần của Mediatek đã đạt 39%, trong khi quan tâm chỉ còn 25%, đánh dấu một sự vượt mặt đáng kể của Mediatek đối với đối thủ lâu năm của mình. Nhìn lại chặng đường phát triển của Mediatek, có thể thấy rằng từng bước đi của họ đều rất chính xác, từ những con chip cho đầu DVD, điện thoại phổ thông, cho đến điện thoại thông minh hỗ trợ các mạng 3G. 4G và 5G, MediaTek chưa bao giờ bỏ lỡ những xu hướng công nghệ lớn của thời đại. Họ thực sự đã dùng thực lực để vượt qua quan cam. Nhưng đồng thời, cùng từ chip cho điện thoại nhái, vẫn luôn là tảng đá lớn đè nặng trên vai MediaTek. Trong suốt những năm qua, họ đã cố gắng gỡ bỏ nhãn mắc này, nhưng vẫn chưa thể xóa bỏ hoàn toàn. Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên nhìn nhận lại MediaTek dưới một góc độ khác cần thừa nhận rằng việc giản nhãn cho một con người hay một thương hiệu là một cách suy nghĩ đơn giản và tiết kiệm công sức một khi đã bị gắn mác là chip điện thoại nhái thì mỗi khi nhắc đến mediatek nhiều người sẽ mặc định rằng đây là thương hiệu gắn liền với phân khúc giá rẻ ngay cả một số reviewer công nghệ cũng thường vô thức sử dụng những định kiến cũ này tuy nhiên bản chất của việc giản nhãn chính là một kiểu tư duy lười biếng không biết nhìn nhận sự việc dưới góc độ phát triển và thay đổi ngày nay mediatek không chỉ thoát khỏi hình ảnh rẻ tiền mà còn đã có chỗ đứng nhất định trong phân khúc cao cấp có lẽ ta đến lúc chúng ta nên thay đổi nhãn dán dành cho Mediatech. mình là Tùng Dũ, đừng quên nhấn theo dõi để cùng khám phá những câu chuyện công nghệ hay ho và độc đáo nhé.